và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng hơn 12 giờ. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Trãi ngay gần với rạp Quốc Thanh ngày xưa. Bên trái có trường Đức Trí này, đi lên xíu thì có tổng nhà cảnh sát ngày xưa và ngày nay là khu bộ công an. Và trưa nay thì Vân Tuy có việc đi ở khu Tô Hán Thạch. Có quán cơm khá nổi tiếng, tấm An Dương Vương.
phần bên kia luôn. Còn giờ nó lắng được, nó lắng được nên hơi giáp đó.
số cũ ngày xưa là như là số 10A, bây giờ là 20. Số nhà cũng thay đổi rồi không? Ở đây nhà nào cũng có số cũ số mới hết trơn á. Số 5 bây giờ là số 10. Thank you.